Toàn cơ, muội tỉnh rồi à? Trông sắc mặt của muội khá hơn nhiều rồi. Muội tự nhốt mình trong động Minh Hà không ăn không uống, bây giờ chắc đói lắm rồi. Nào, ăn chút gì đó đi. Đừng nghĩ cách khiến bản thân mình bị thương nữa. Muội làm vậy, ngoài việc khiến những người quan tâm mình đau lòng ra, thì không giải quyết được gì cả. Hạo Thần sư huynh, muội biết huynh đang giải vây giúp muội nên mới nói tới chuyện hôn ước. Đợi đến khi toàn cơ, muội nhầm rồi. Hôn ước của ta và muội không phải xuất phát từ sự ép buộc, đây cũng là tấm lòng của ta. Toàn cơ, thật ra ta đã sớm chung tình với muội, không biết bắt đầu từ khi nào. Có lẽ là do sống cùng nhau 4 năm nay. Có lẽ là do lần gặp gỡ đầu tiên trước cấm địa, cũng có thể là sớm hơn nữa. Trong lòng ta, bóng hình của muội đã sớm không thể phai mờ rồi. Muội có biết đá nhân duyên của Phù Ngọc Đảo tại sao lại hiển linh trên người chúng ta không? Nghe Mẫn Ngôn nói, muội với Vũ Tư Phượng đã trải qua sự giày vò 9 kiếp, nhưng muội không biết rằng tình cảm của ta với muội còn đến sớm hơn cả hắn, sâu đậm hơn hắn. Trong gương vạn kiếp bát hoang này cũng có quá khứ thuộc về chúng ta. Trước đây, ta ngưỡng mộ những người có cột sinh mệnh hoàn chỉnh, còn cột sinh mệnh của ta thì trống rỗng. Bây giờ huynh ấy dùng dây đỏ cột trên cột sinh mệnh của ta, sau này ta sẽ không còn cô đơn một mình nữa. Giờ đây, ta sẽ đem tặng hoa nhân duyên cho huynh ấy. Hai chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa. Hóa ra sư huynh vẫn luôn ở bên cạnh muội, cũng từng chuyển kiếp cùng muội.
Bây giờ bắt buộc phải khiến Toàn Cơ nhớ lại chuyện muội ấy ở trên thiên giới rồi. Đế quân đang chỉ... ta và chiến thần. Đế quân muốn để chiến thần nhớ lại tình duyên giữa ngài và cô ấy để giành lại trái tim của cô ấy đúng không? Cuối cùng ngài cũng nghĩ thông suốt rồi, tốt quá. Nhưng nếu như chiến thần nhớ lại, vậy chẳng phải thân phận của ngài... những gì nên để muội ấy biết thì hãy để muội ấy biết, những gì không nên để muội ấy biết. Bản lĩnh viết thẻ ngọc và xử chuyện ma thần của ngươi còn cần ta dạy sao? Tiểu tiên biết rồi. Tiểu tiên quay về sẽ chọn lọc trên kịch bản những gì nên và những gì không nên để chiến thần biết. Tiểu tiên cáo lui. Muội nhìn rõ chưa? Tình căn của muội trước giờ đều được trồng trên người ta. Chẳng qua là muội không nhớ rõ quá khứ của chúng ta thôi, khiến trái tim mình rối loạn. Trong lòng muội bây giờ đang rất rối. Không sao cả, ta có thể đợi. Đợi đến khi muội nhìn rõ trái tim mình. Nhưng có một chuyện ta không thể nào đợi được nữa. Sau khi sư phụ qua đời, vô tình quyết đã không còn đủ để bảo vệ cấm địa. Chúng ta phải nhanh chóng cùng nhau tu luyện hữu tình quyết. Cảnh giới cao nhất của hữu tình quyết này có thể khiến linh lực hai người có tâm ý tương thông cộng hưởng. Muội là chiến thần, pháp lực phi phàm. Nếu chúng ta tu luyện thành công công pháp đó, ta cũng có thể mượn sức của muội để đối phó với yêu ma. Toàn Cơ, chúng ta hãy cùng nhau dùng công pháp này nghe theo di mệnh của sư phụ bảo vệ cấm địa. Thiếu chủ, thiếu chủ, thánh uyển cung phụng thánh hoa mà năm đó Tu La Vương ban cho ma quỷ không được vào trong đâu ạ. Với thân phận kim xích điểu 12 lông vũ của ta, muốn vào thánh uyển không cần phong trưởng lão phải đồng ý. Còn ba đường nữa thì đỉnh luyện hồn của ta cuối cùng cũng sẽ luyện xong. Chiến thần, chiến thần à, ngươi hãy ngoan ngoãn đem tất cả sức mạnh của chiến thần dâng ra đây đi. Cung chủ, thiếu chủ đang đến thánh uyển. Phong trưởng lão xin chỉ thị của cung chủ. Nó tới thánh uyển làm gì? Ngươi đi tới đó cùng ta, sai người dọn dẹp chỗ này sạch sẽ. Rõ. Thiếu chủ cẩn thận. Thánh hoa ma phục là thánh vật giúp đỡ tập kim xích điểu ta tu luyện, chỉ còn lại một cây. Nếu như không cẩn thận làm hỏng nó thì tốc độ tu hành của tập kim xích điểu ta sẽ giảm đi đáng kể. Trước mắt Ly Trạch Cung đang trong giai đoạn rối ren,
không thể xảy ra điều gì bất trắc được. Thánh hoa ngàn năm nay không có tinh huyết của ma tộc nuôi dưỡng, ma khí đã sớm yếu đi rồi. Hiện tại, nó chẳng qua chỉ là một cây hoa khô mà thôi. Nếu như máu của toàn cơ có thể khiến Mạn Đà La đã khô héo ngàn năm sống lại, ma khí tái hiện, thì muội ấy thật sự là ma sát tinh rồi. Công chủ, Thánh hoa ma vực sống lại rồi. Thánh hoa ma vực sống lại rồi. Dùng máu của ta giúp nó sống lại là để dùng nó nghe theo lệnh của ta, hoàn thành ước nguyện của ta. Ngàn năm trước, tu la của ma tộc ta đã định ra khế ước với yêu ma. Ma khí đã biến mất quá lâu rồi. Giờ đây ta đã quay trở về. Nó chỉ cần đợi phục tùng mệnh lệnh, thực hiện lời thề tận hiến vì ma tộc ta. Vũ Tư Phượng là ma sát tinh. Tộc Kim Xích Điểu ta từ xưa đã chung sống cùng Tu La Ma Tộc. Ma vực lại là nơi sinh sống của tộc Kim Xích Điểu. Ma tộc sống lại, ma vực phục hưng chính là điều mà trăm đời tộc Kim Xích Điểu ta mong đợi. Tộc Kim Xích Điểu quyết không dám quên lời ước hẹn. Những gì ma tộc muốn chính là điều mà tộc Kim Xích Điểu muốn. Ma tôn chỉ cần ra lệnh, ta sẽ phục tùng ngay, thề chết cống hiến hết sức lực. Xin tuân theo hiệu lệnh, thề chết cống hiến sức lực. Tốt, tộc Kim Xích Điểu quả nhiên vẫn giống như trước đây, trung thành hết mực. Giờ đây mọi người trong Ly Trạch Cung vô cùng đồng lòng. Cung chủ cũng yên tâm, đem lệnh bài Kim Vũ trả lại cho ta, trả lại vị trí cung chủ rồi. Trả vị trí cung chủ. Trước đây cung chủ vì muốn tiếp quản Ly Trạch Cung, sợ thiếu chủ tâm tính không vững, khó lòng phục chúng. Nhưng bây giờ, thiếu chủ đã là ma tôn, sinh ra đã là Kim Xích Điểu 12 lông vũ, kế thừa vị trí cung chủ, thống lĩnh Ly Trạch Cung thì có gì phải dị nghị chứ? Cung chủ vẫn không chịu trao quyền, lẽ nào là có ý đồ khác? La trưởng lão, không được vu oan cho nỗi khổ tâm của cung chủ. Từ đại chiến ngàn năm trước đây, tộc yêu ma ta đã mất đi nơi yên nghỉ. Trăm ngàn năm nay, hoàn cảnh thê lương đến đường nào? Cung chủ là người lập ra Thiên Khư Đường, chẳng phải là muốn cho chúng ta chút hy vọng sao? Tâm ma của ma tôn quay về cơ thể, thống lĩnh tộc yêu ma ta đòi lại những gì đã mất, phục hưng đại nghiệp của tộc yêu ma. Nay ma tôn đã quay về, cung chủ còn vui không kịp, làm gì có lòng riêng gì chứ? Mong ma tôn minh giám. Cung chủ vốn là hữu sứ ma vực, tấm lòng trung thành, đương nhiên ta không nghi ngờ. May nhờ có hữu sứ từ trước tới nay vẫn luôn lo lắng cho Ly Trạch Cung, thống lĩnh chúng yêu của Thiên Khư Đường. Giờ đây đã có đủ 4 chiếc khóa thiêng, ta vô cùng yên tâm. Ta tin rằng sau này, hữu sứ cũng sẽ tận tâm phò tá bên cạnh ta, giúp ta giải cứu tả sứ, hoàn thành đại kế.
Ma tôn hiện thế là chuyện vui của ma tộc ta, đó cũng là điều mà thuộc hạ mong chờ. Thuộc hạ sẽ sắp xếp, 3 ngày sau sẽ giao lại quyền tiếp quản cho ma tôn. Từ nay về sau, thuộc hạ cũng sẽ phò tá bên cạnh ngài, tất cả nghe theo hiệu lệnh của ngài. Chỉ mong ngài sớm ngày hoàn thành chí hướng của ma tộc ta, dùng máu rửa sạch tiên môn phái, quét sạch thiên giới, đưa tộc yêu ma ta ngồi lên vị trí chí tôn của tam giới một lần nữa. Hữu sứ đồng lòng với ta, thì tộc yêu ma ta sao có thể không hoàn thành được chuyện lớn? Phế vật, chút chuyện còn con này cũng không làm được. Ngươi có biết lúc này Vũ Tư Phượng dùng cơ thể ma sát tinh thức tỉnh, khiến bước đi của ta loạn hết cả rồi không? Với thân phận đó, nó nhẹ nhàng lôi kéo lòng trung thành của toàn bộ yêu tộc, vậy ta còn lại gì chứ? Nếu như lại mất đi đỉnh luyện hồn, thì ta không thể hấp thụ được sức mạnh của chiến thần, có được sức mạnh tương khắc với ma sát tinh. Tất cả những gì ta khổ cực làm ra sẽ biến thành mây khói. Ta hao tâm tổn sức đưa ma sát tinh trở về là để hắn phục tùng ta, chứ không phải khiến ta trở thành quân thần của hắn. Cung chủ, tha tội. Tại sao ma sát tinh lại là muội? Ma sát tinh là sát khí trong Tu La, người có năng lực mạnh nhất, bị phong ấn ngàn năm, tích tụ sự tức giận và oán hận trong suốt ngàn năm mới có thể nuốt chừng tất cả, khiến hắn trở thành một ma đầu khát máu sống lại chỉ vì báo thù. Ta tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra nữa. Vũ Tư Phượng, không, bây giờ ta nên gọi ngươi là ma sát tinh. Uổng công ta tốt bụng nói ngươi biết thân phận của Nguyên Lãng, không ngờ ngươi lại giấu giếm bọn ta như vậy. Đáng chết, sát khí này. Ma sát tinh, nếu ta muốn hại cô thì đã không cứu cô rồi. Cô là yêu ma, không dễ dàng vào được mới đúng. Là Liễu đại ca nói cho cô biết về mật đạo đúng không? Đồng bọn của cô cũng ẩn nấp trong Ly Trạch Cung à? Phải, ta và tên nhóc Trung Mẫn Ngôn đã hợp tác để vào đây. Có điều ta không biết hắn trốn ở chỗ nào trong Ly Trạch Cung. Nếu pháp lực của ngươi cao cường thì ngươi tự tìm đi. Cô không phải chuyển chủ đề. Mẫn Ngôn đã sớm rời khỏi Ly Trạch Cung rồi. Các ngươi đều đến vì khóa thiêng. Có phát hiện gì không? Ta có phát hiện hay không? Ngươi tự mình xem đi. Cô cũng không cần thám thính ta. Ta không hề biết Nguyên Lãng giấu khóa thiêng ở đâu. Ta đoán cô cũng không phát hiện ra được gì. Xem ra, lòng trung thành của hữu sứ ma vực với ngươi chẳng qua cũng chỉ là nói miệng mà thôi. Giấu giếm cũng chẳng phải thật lòng thật dạ với ma sát tinh ngươi.
Bởi vì ta và Nguyên Lãng vốn dĩ không đồng lòng. Ta hoàn toàn không cần quân thiên sát hải gì đó. Cũng không muốn phóng thích thần hồn của ma sát tinh. Càng tuyệt đối không muốn huyết tẩy môn phái tu tiên. Cũng như mưu đồ lật đổ tam giới. Ta chỉ muốn làm Vũ Tư Phượng, không để tộc Kim Xích Điểu và các yêu tộc khác lại bị Nguyên Lãng lợi dụng mà thôi. Nói như vậy, chuyện Nguyên Lãng dùng tinh huyết của đệ tử Ly Trạch Cung để luyện đỉnh, ngươi cũng không biết gì rồi. Cô nói cái gì? Nguyên Lãng lại dám ra tay độc ác với đồng tộc của mình như vậy. Ta chỉ trách bản thân không đủ bản lĩnh để giết chết hắn. Vậy cô nói ta biết, cái đỉnh mà hắn luyện ra rốt cuộc có tác dụng gì? Nói như vậy, người thật sự không biết gì rồi. Phương thức luyện đỉnh tàn nhẫn cổ quái như vậy, ta từng nghe Vô Tri Kỷ nhắc đến, nhưng cụ thể dùng để làm gì, ta cũng không nhớ ra nữa. Vô Tri Kỷ. Vũ Tư Phượng, ta tin ngươi chỉ muốn làm chính mình, không phải người chung đường với Nguyên Lãng. Ngươi cũng không ham muốn quân thiên sách hải của Vô Tri Kỷ. Chi bằng thế này, chúng ta hợp tác đi. Ngươi giúp ta lấy khóa thiêng, thả Vô Tri Kỷ ra. Vô Tri Kỷ giúp ngươi diệt trừ Nguyên Lãng. Ngươi thấy thế nào? Vô Tri Kỷ giúp ta diệt trừ Nguyên Lãng ư? Vô Tri Kỷ và Nguyên Lãng là tả hữu xứ ma vực, là chiến hữu cực kỳ thân thiết. Hắn làm sao có thể giúp ta diệt trừ Nguyên Lãng? Vô Tri Kỷ và Nguyên Lãng hoàn toàn không phải người chung đường. Vô Tri Kỷ không hề có hứng thú với chuyện tranh quyền đoạt lợi, xưng bá tam giới. Năm đó, huynh ấy chọn giúp đỡ Nguyên Lãng, giúp đỡ Tu La Vương, chẳng qua vì tình nghĩa huynh đệ. Nhưng mà Nguyên Lãng lại vì quân thiên sách hải mà hại huynh ấy, giam giữ huynh ấy ở dưới thành Phần Như, đến nay vẫn chưa thả ra. Nguyên Lãng tưởng rằng chuyện mình làm không chút sơ hở, tưởng rằng Vô Tri Kỷ hoàn toàn không biết gì, tưởng rằng sau khi huynh ấy ra ngoài sẽ giúp đỡ hắn giống như hồi trước. Nhưng hắn sai rồi, hắn không biết ta tìm kiếm suốt ngàn năm nay, sớm đã thu thập đủ chứng cứ hắn hãm hại Vô Tri Kỷ. Hơn nữa lần trước vào thành Phần Như ta đã giao tận tay cho huynh ấy. Con khỉ thối đó, mặc dù có nghĩa khí, hơi tùy tiện làm liều, nhưng huynh ấy phân biệt rõ đúng sai, không dễ dàng phản bội. Cho nên, Vô Tri Kỷ ra ngoài là để trả thù chuyện Nguyên Lãng phản bội. Đúng vậy. Vì thế, bây giờ ngươi và Vô Tri Kỷ có cùng một kẻ thù. Hơn nữa, Vô Tri Kỷ là người hiểu rõ hắn nhất. Đối với ngươi, huynh ấy không phải là đồng minh tốt nhất ư? Chỉ là không biết ngươi có chắc chắn lấy được khóa thiêng trên người Nguyên Lãng hay không thôi. Vậy mà trốn thoát khỏi Ly Trạch Cung, bị sát khí của đỉnh luyện hồn làm bị thương, mà còn có thể bình yên vô sự trốn thoát ra ngoài, có chút bản lĩnh. Nhược Ngọc, người nên cảm thấy vui mừng. Vui mừng vì đỉnh luyện hồn này vẫn còn. Vui mừng vì bí mật của mật thất này vẫn chưa bị lộ. Nếu không, mạng của ngươi và muội muội sẽ không theo ý ta được nữa. Đa tạ công chủ tha mạng. Mấy ngày nay phải bận rộn chuẩn bị chuyện ma sát tinh kế thừa vị trí công chủ. Quỳ ở đó làm gì? Đứng lên đi. Ngài thực sự muốn nhường vị trí này cho Tư Phượng. Trăm con mắt nhìn vào, hắn phục sinh Thánh Hoa Ma Vực, giải phóng ma sát tinh, chuyện này không thể giả được. Tin tức hắn là ma sát tinh rất nhanh sẽ chuyển đi khắp yêu tộc. Không cần ta nhường, chúng yêu cũng sẽ thuần phục theo hắn. Nếu ta ra mặt tranh với hắn, thì chính là đối đầu với yêu tộc. Đến lúc đó, không chỉ Ly Trạch Cung, đến cả Thiên Khư Đường này cũng không thể giữ. Hắn chìa tay ra muốn ta đưa, ta cũng chỉ có thể đưa lên. Nếu như Tư Phượng muốn đoạt đi khóa thiêng thì sao?
Hóa Thiêng dĩ nhiên phải đưa, cũng chẳng có lý do nào để không đưa. Dù sao thần hồn của Ma Sát Tinh quay về thân thể Đại Sát Tứ Phương chính là điều ta muốn. Có điều trước lúc đó phải xác định rõ quyết tâm trở thành kẻ địch với môn phái tu tiên của Ma Sát Tinh mà chúng ta chuẩn bị trao lại vị trí cung chủ. Ta phải nhanh chóng dùng đỉnh luyện hồn này hút lấy sức mạnh chiến thần để đề phòng Ma Sát Tinh lên nắm quyền lần nữa. Trong lễ nhậm chức cung chủ, ta phải dâng lên một phần đại lễ đàng hoàng. Tu luyện tầng cao nhất của Dương Quyết Công, ta và muội phải hợp nhất tâm, thần. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, mới có thể phát huy sức mạnh lớn nhất. Sư huynh đã luyện thành Cửu Thiên Huyền Hỏa. Giờ ta và muội đã luyện thành công pháp, tâm ý tương thông, linh lực cũng tương thông. Ta đương nhiên có thể sử dụng sức mạnh chiến thần của muội. Như vậy, việc tấn công Ly Trạch Cung cũng nắm chắc phần thắng rồi. Trưởng môn, sao vậy? Vũ Tư Phượng sắp trở thành tân cung chủ của Ly Trạch Cung. Hắn gửi thư tuyên chiến, yêu cầu giao ra Lưu Ly Trản trong vòng 3 ngày. Nếu không... Từ khi thiên địa sinh ra tam giới, thế lực của thiên giới và yêu ma đối đầu đã lâu. Ân oán giữa yêu ma và thiên giới, người phàm há có thể can sự. Các ngươi nên biết, tập hợp Hóa Thiêng, phóng thích tả sứ, gọi thần hồn của ta quay về cơ thể là chuyện không thể tránh khỏi. Hạn cho các ngươi 3 ngày để giao nộp Lưu Ly Trản, quy phục dưới trướng của ta. Nếu không, sẽ huyết tẩy tiên môn. Huynh ấy thực sự phải diệt tận gốc sao? Đám yêu nghiệt Vũ Tư Phượng và Ly Trạch Cung quá mức ngang ngược, không thể niệm tình cũ với chúng. Toàn cơ, thay vì ngồi chờ chết, chi bằng tấn công trước. Ra tay trước sẽ có lợi thế, lấy tiến làm lùi. Trong lễ kế vị của Vũ Tư Phượng tấn công Ly Trạch Cung, muội sẽ chỉ huy tinh anh tam phái đánh trận đầu. Chiến thần tướng quân trước đây đã hứa sẽ cùng tiến cùng lùi diệt Ly Trạch Cung với chúng ta. Mong chiến thần tướng quân giữ lời hứa, trừ yêu diệt ma, bảo vệ các phái tu tiên chính đạo. Chuyện ta làm sai, ta sẽ tự mình gánh vác. Ta thả Vũ Tư Phượng thì ta sẽ giải quyết. Tốt lắm, giờ thân phận của Vũ Tư Phượng đã rõ ràng, dã tâm quá lớn, nhất định phải diệt trừ tên thủ lĩnh yêu ma này. Lần này muội phải tự tay giết Ma Sát Tinh. Lần này chiến thần sẽ tự tay giết Ma Sát Tinh. Không trả nợ máu, thiên hạ không yên. Toàn cơ nhận lệnh.
Cột sinh mệnh của nhóc con sao lại biến thành thế này? Lẽ nào là tâm ma? Chắc chắn là do tiểu tử Vũ Tư Phượng. Chỗ lão Tư Mệnh có sưu tầm tất cả thẻ ngọc về thần ma nổi danh tam giới. Tiểu tử Vũ Tư Phượng này, thông tin về hắn có thể làm sáng tỏ tất cả. Ta phải nhanh lên. Không phải chứ, sao lại nhiều thế này? Cung nghênh tân cung chủ. Cung nghênh tân cung chủ. Các vị mời đứng dậy. Hôm nay là ngày vui nhất của Ly Trạch Cung. Tân cung chủ Ly Trạch Cung là Tu La Ma Sát Tinh, thân mang 12 lông vũ vàng, không ai địch nổi. Từ nay về sau, Ly Trạch Cung không còn phải sợ hãi giữa nhân giới, không còn bị bắt nạt trong tam giới. Chúng ta cùng cung chủ quét sạch những kẻ tu tiên, giành lại thứ thuộc về chúng ta. Giành lại. Tin là cung chủ sẽ không làm chúng ta thất vọng. Muốn thành đại nghiệp, ma tộc phải đồng lòng. Hôm nay ta mời đến một yêu tộc khác. La trưởng lão, có. Mời các vị đàn chủ lên đây. Vâng. Truyền gọi các đàn chủ của Thiên Khư Đường. Ma tộc đã hiện, thề hẹn bất diệt. Yêu tộc ta tuân theo lệnh của Ma Sát Tinh, kính chờ sai khiến. Được. Mời chư vị đứng dậy. Thiên Khư Đường do hữu sứ lập nên, nhưng hôm nay ta muốn thống nhất, không biết hữu sứ có ý kiến khác không? Thuộc hạ vì Ma Sát Tinh mới lập nên Thiên Khư Đường, nay quy về dưới trướng của ngài, thuộc hạ vô cùng yên tâm. Nếu vậy thì tốt. Đã ở dưới trướng của ta, vậy ta phải dọn dẹp môn phái một chút. Nhược Ngọc của Ly Trạch Cung từng mặc kệ tình nghĩa đồng tộc muốn đoạt mạng của ta. Ô Đồng Thiên Khư Đường bị phái tu tiên vứt bỏ, phải đầu quân yêu tộc vì mục đích phục thù cá nhân, khiến vô số yêu tộc bị sát hại. Yêu tộc ta rất trọng đạo nghĩa, tuyệt đối không được tàn sát đồng tộc của mình. Hai kẻ này vẫn luôn nghe lệnh của hữu sứ. Không biết hành vi của chúng có phải do hữu sứ chỉ thị không? Thuộc hạ quản không nghiêm, thật sự không biết chuyện này. Yêu tộc đồng tâm đồng lòng, thuộc hạ sao dám bao che? Hai người còn không mau chịu chết. Tấm lòng bảo vệ yêu tộc của hữu sứ ta đã rõ. Hai tên này giữ lại vẫn có tác dụng. Phong trưởng lão, giam chúng vào thủy lao đã. Rõ. Người đâu? Bỏ ta ra. Ta vốn không phải yêu ma, sao phải quan tâm quy tắc của yêu tộc? Ta không làm nữa.
không cho ngươi đi thì ngươi không có tư cách rời đi. Ô Đồng, con đường này do ngươi tự chọn, tội ác mà ngươi gây ra, món nợ mà ngươi mắc, phải trả hết từng thứ một. Đưa xuống. Muội muội ta, thanh trừng nội bộ giúp ta giải tỏa được một nỗi lo, nhưng trước mắt vẫn còn một chuyện khiến ta lo lắng. Chư vị có biết là chuyện gì không? Công chủ nắm quyền trong tay, toàn bộ yêu tộc đều thần phục. Công chủ còn lo chuyện gì nữa? Ta biết được từ chỗ Tinh Tú trưởng lão, La Hầu, Kế Đô, khi lực hút của hai ngôi sao này thêm mạnh là thời cơ tốt nhất để thể xác và thần hồn ta hợp nhất. Việc cứu tả sứ Vô Chi Kỳ không thể chậm trễ. Ta và hữu sứ đã bàn bạc. Hữu sứ cho rằng đợi thêm trăng tròn khi cổng thành Phần Lưu mở, tiến vào ma vực cứu tả sứ Vô Chi Kỳ. Nhưng đồng thời, môn phái tu tiên cũng đang đợi thời cơ này ngăn cản kế hoạch của ta. Nên chi bằng ta lập tức xuất phát để chúng trở tay không kịp, như vậy mới ổn thỏa. Mọi người nghĩ sao? Được ạ. Được. Nếu mọi người đã tán thành, vậy phiền hữu sứ lấy khóa thiêng ra đây. Ta phải lập tức đến ma vực. Cái này báo. Bẩm cung chủ, chiến thần dẫn đệ tử phái Thiếu Dương Phù Ngọc Đảo điểm tinh cốc bao vây Ly Trạch Cung, giờ đang tấn công kết giới bên ngoài. Cung chủ, hôm nay đệ tử Ly Trạch Cung đều có mặt, toàn bộ yêu tộc tụ họp ở đây để thuộc hạ dẫn người ra đó giết sạch bọn chúng. Trong cuộc đại chiến trước, Ly Trạch Cung thương vong nghiêm trọng, còn chưa dưỡng đủ sức. Lần này không dễ ứng chiến. Ba vị trưởng lão hãy dẫn theo đệ tử ra ngoài kết giới nói chuyện với họ. Những người khác đợi lệnh của ta. Người của Ly Trạch Cung cuối cùng cũng ra rồi. Chư vị tiền bối có gì chỉ giáo? Vũ Tư Phượng, người muốn nhuộm máu các phái tu tiên, tam phái ta sao có thể để ngươi đạt được mục đích? Vì chúng sinh thiên hạ, ta không sợ gì cả. Hôm nay đến đây vì muốn các ngươi từ bỏ ý đồ với Lưu Ly Trạch. Chiến thư này không phải do ta gửi. Nhưng môn phái tu tiên luôn là đám người thích nói lời đao to búa lớn. Cái gì mà bảo vệ chúng sinh thiên hạ, thực chất là không đủ khả năng diệt sạch yêu tộc. Đừng quên, Hiên Viên bị diệt môn trong một đêm, Phù Ngọc Đảo chìm trong biển lửa, Điểm Tinh Cốc máu chảy thành sông. Thiếu Dương còn chống đỡ được tới lúc nào? Hôm nay các ngươi cùng nhau vây đánh, chỉ e kết giới bên ngoài cũng không phá được. Thức thời thì ngoan ngoãn quay về đi. Nghĩ xem Lưu Ly Trản quan trọng hay mạng của mình quan trọng. Vũ Tư Phượng, ta hỏi ngươi hai chuyện. Ngươi thật sự là ma sát tinh, và ngươi thật sự luôn lừa ta sao? Không phải ngươi sớm đã nhận định thề phải chảm yêu trừ ma, phân rõ ranh giới với ta sao? Ngươi là chiến thần, ta là ma sát tinh, hai con đường riêng biệt, đúng như ngươi mong muốn. Sao phải hỏi thêm? Chử Toàn Cơ, ngươi có biết
lừa người là một chuyện rất mệt mỏi không? Chử Toàn Cơ ta có tài đức gì khiến ngươi phí tâm tốn sức, dày công sắp đặt? Ma đầu, chiến thần và hạo thần trưởng môn là duyên trời định. Hôn sự của họ đã định, đừng uổng phí tâm sức nữa. Ta và ngươi như nước với lửa không thể hòa hợp, chi bằng trận này hãy đánh thật đã đi. Vũ Tư Phượng, ngươi rút kiếm đi. Môn phái tu tiên tự khoe khoang là thương tiếc chúng sinh, vậy đừng để xảy ra hỗn chiến. Trận chiến hôm nay coi như trận chiến giữa hai ta. Thế nào? Toàn Cơ, cẩn thận hắn dùng quỷ kế. Cha từng nói bắt giặc phải bắt kẻ cầm đầu trước, đừng để người vô tội bị thương. Những người khác không được can dự. Để ta bắt hắn. Đệ tử Ly Trạch Cung nghe đây, ở đây quan sát trận chiến, không có lệnh của ta không được can dự. Đây là cái đỉnh cổ quái mà Nguyên Lãng luyện ra. Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Tiếp tục đánh đi, chiến thần tướng quân. Ta sớm đã bày pháp trận trước cổng Ly Trạch Cung, mượn linh lực của kết giới phòng ngự là có thể khởi động. Chỉ cần đợi thời cơ là có thể hút sức mạnh chiến thần cho ta sử dụng. Hôn ước của muội và sư huynh muội là thật. Là thật hay giả, huynh quan tâm làm gì? Hôm nay ta đến để đòi nợ máu cho Thiếu Dương. Xem ra chiến thần tướng quân một đao cắt đứt rất sạch sẽ. Đừng trận chiến hôm nay, ta sẽ không thua đâu. Cơ hội tốt. Đến đi, chiến thần. Kết giới bị phá rồi.